tiến độ xây dựng sân vận động mới của tỉnh Thái Nguyên đang diễn ra khá nhanh. Ở khán đài chính, hiện tại nhà thầu đang tiến hành ghép cốt pha để chuẩn bị đổ bê tông cho tầng 2 của khán đài. Thiết kế khán đài chính sân vận động này khá giống với sân Mỹ Đình, khi không có phần mái đua ra ở khu vực ngăn cách hai tầng khán đài. Sân vận động Thái Nguyên được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2022 tại xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, có quy mô hơn 15 ha và tổng kinh phí đầu tư trên 535 tỷ đồng. Sân bóng mới có sức chứa 22.000 khán giả. Chủ đầu tư dự án phấn đấu hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng trong tháng 10 năm 2024, về đích trước một năm so với kế hoạch đề ra.